Lúc đó em đang tức là bà cũng dễ thương vậy, nhưng tại sao bà vô duyên quá. Giận ảnh thì cũng giận nhiều, nhưng mà ảnh cũng biết cách mà làm cho em tha lỗi. Mình là Thúy Kiều, hãy tụi mình trên Speed Couple nha. Hồng Vân và Quốc Thuận xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Và ngay bây giờ thì chắc có lẽ là mời quý vị cho một tràng pháo tay thêm nữa để chúng ta cùng gặp gỡ cặp vợ chồng đầu tiên. Xin chào hai em, mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em là Nguyệt Anh, là vợ của anh Nguyễn Sĩ Bình. Dạ, tôi biết. Dạ, em là Nguyễn Sĩ Bình, là chồng của Nguyệt Anh. Ôi, tôi cũng biết luôn. Rồi, bạn Nữ là vợ, bạn Nam là chồng. Đó. Sĩ Bình nay nhiêu tuổi công việc? Em nay 29 tuổi, em cũng làm nhân viên văn phòng. Công việc của em vẫn là đi học. Em học tới hai trường đại học lận. Nhưng mà cái ngành của em đó là em học bên diễn viên. Hai em là quê quán là ở đâu? Em là sinh ra ở Sài Gòn. Em người Quảng Nam. Rồi hai em quen nhau như thế nào? Là hai tụi em là học chung hai cái trường đại học luôn. Trường đầu tiên là học Đại học Văn hóa, rồi cái trường thứ hai là trường sân khấu điện ảnh, là vợ em học diễn viên, còn em là em học đạo diễn sân khấu. Dạ. Dạ, thì cái trường đại học đầu tiên á, khi mà em học năm tư thì bà xã em mới vô năm nhất, có nghĩa năm tư là em chuẩn bị tốt nghiệp á, em phải đi học lại một số môn, phải học lại chung với năm nhất. Cái nhìn đầu tiên là thực ra hai đứa là không ưa nhau, tại vì là mới đầu là em vô thì em thấy chị này mới ở, bạn này ở quê mới lên, coi như là còn phèn á, gọi dụng từ là còn mặc, em còn nhớ mặc cái áo cam mà có cái bèo là nhìn nó phèn quá, phèn. Nó phèn mà mang mặc cái quần tây đen, mang đôi dép nữa. Nó còn phèn hơn. Nhưng mà cái mặt thì rất là dễ thương. Thì lúc ngồi kế nhau thì bà xã bà mới là trong lớp mới làm cái sơ yếu lý lịch đó anh, tại năm nhất mà. Thì có một cái người bạn ghi trong cái nghề nghiệp của gia đình đó là kinh doanh. Thì bà này bà quay xuống bà nói: "Nhà bán tập quá thì nó đại bán tập quá đi, bà đặt ghi kinh doanh." Em nhìn nó cười. Cái này là thuộc tiếp phụ nữ đẹp mà vô duyên nè. Nên là em bị một cái ấn tượng là không tốt. Thì em cũng không có gì ấn tượng với anh hết. Nói chung là một cái người mờ nhạt trong mắt em. Vì dưới quê dù phèn nhưng mà mới vô năm nhất, nhưng mà rất nhiều anh để ý. Phèn nhưng mà chị cũng có giá của phèn. Dạ. Nhưng mà tình cờ là ảnh có một người em ha. Có nghĩa là một cái người bạn thân của em lại quen với một cái người bạn gái chung phòng nữ, ở chung 4-5 người nữ vậy đó. Nó rất là nhiệt tình, nó sáp vô làm mai làm mối. Thì sau này mới biết ra là tại vì nó nói, em nói thiệt với anh, cái em qua bển em chơi với năm bà nữ em thấy không có gì chơi hết, năm giờ em phải kéo anh vô để lỡ này mà ráp cả cái có gì em với anh qua phòng trọ chơi chung có bạn vui. Em nói thôi mày muốn gì mày làm gì làm. Thì nó rất là nhiệt tình. Thì nhớ, em nhớ cái đợt đó là một cái anh ảnh học Đại học Văn hóa và ảnh cũng học trường sân khấu điện ảnh, thì ảnh mới đem cái vở tốt nghiệp của ảnh về Đại học Văn hóa để anh làm vở tốt nghiệp. Nguyên trường đi xem, em cũng đi xem, rồi bạn này cũng đi xem. Thì thằng đó nó lanh chanh, nó tạo điều kiện sao cho em với bạn này ngồi kế nhau. Vô ngồi kế thì cũng gặp gật đầu chào, thì chỉ chơi liền, chỉ bỏ đôi dép ra, chỉ gác cái chân lên đây chỉ ngồi. Nhưng mà trước khi đi á, là cũng nói là cái anh mà em của anh này mới nói là: "Ê, trong mày có cái thằng này để ý nha, dân Sài Gòn nha." Nói ra anh này là tên Sĩ Bình như vậy. Thì những cái người trong phòng trọ em là không thích. Lý do? Lý do là mấy người đấy là biết anh này, mấy chị nói là mày đừng có yêu nha. Thứ nhất nó là trai Sài Gòn, nhưng mà tao biết nó không phải trai, nó là 3D. Tại vì sao? Đàn ông gì đâu mà mặc cái quần bó, cái đít nguyên một trạc như vậy. Trời, cái mông, cái mông. Cái mông một trạc như vậy. Thời đó nó có cái mốt ống ôm. Rồi lại mặc áo cặp với lại một thằng bạn mà là hai thằng đó chơi 3D với nhau. Rồi, cái đó là phải hỏi à? Đó. Không phải anh, tại vì cái thời sinh viên á, thì ở chung phòng trọ thì anh biết đi vô siêu thị là hay mua mấy cái áo trắng mà áo trắng nó bán năm cái bao nhiêu tiền, nó mua một lóc vậy đó, cứ phát thằng cái. Mấy cái chị trong phòng là rất là ghét ảnh, nên là mày tránh xa ra. Trong phòng đó cũng những trường hợp khó đỡ. Một người đi tu, tại đi học nhưng mà đi tu, rồi một người thì có nghĩa là chạy theo đuổi tình yêu thôi chứ cũng không ai đáp trả. Làm gì có thù với đàn ông á, em nghĩ.
Rồi, tất cả mọi người nói với em như vậy, người ta cản em như vậy thì tại sao? Thì em vẫn không để ý tới, thì đơn giản là nếu như em đã để ý tới thì em sẽ mặc cái bộ đồ cũng lịch sự hơn khi em đi coi kịch. Tại vì em cũng không quan tâm, em mới mặc cái đồ như anh diễn tả là mang đôi dép gác chân lên rồi ghế. Gác chân lên ghế. Là sau đó là em vừa thấy gác chân ghế là chưa nói chuyện nhau gì hết, tự nhiên mình rất là bực mình, em đi ra đằng sau em ngồi liền, coi như là không nói chuyện, coi như là em thấy đang ngồi với em chơi với nhau không được rồi đó. Về rồi biết sao luôn, ngoài chạy đậu á. Dạ thì cái thằng đó tối em về nó lại chạy tới, anh Bình Bình, em xin được cái số điện thoại rồi nè. Không, em cũng nhận, em muốn nhận, tại vì trong đầu em á thì em lúc đó em lại nghĩ là tại sao người ta cho mình số điện thoại, chắc bà này bà cũng thích mình. Một cái mình lúc đó em đang tức là bà cũng dễ thương vậy, nhưng tại sao bà vô duyên quá, thôi mình cho bà thêm một cơ hội nữa. Là tối em đó coi kịch về là em lấy số điện thoại em gọi liền. Thì khi em gọi em nghe cái giọng thì em lại bị mâu thuẫn nữa, là em nói cái giọng rất là dễ thương. Cái giọng miền Trung nghe trẻo trẻo cũng dễ thương. Rồi cái từ đó bắt đầu là mến mến nhau đó. Mến mến nhau. Hai người này yêu bằng lỗ tai. Cần là nghe tiếng chứ không cần thấy hình. Ừ, không cần thấy hình. Lúc đó là bà này bà cũng không có yêu em. Sau này mới nói là em thấy em cũng tổn thương. Có nghĩa là okay, muốn quen trai Sài Gòn, tại vì chở đi ăn, chở đi coi kịch sướng quá trời. Tất cả là vì miếng ăn thôi đó. Đó là em không có thực sự là yêu thiệt lòng. Mẹ em hay dặn á là vô trong đó là trai Sài Gòn rất là ghê. Nên là yêu ai thì giống như là nửa trái tim thôi. Đừng có lấy hết rồi để nó có phủi mình là mình còn xách đít mình chạy được chứ. Rồi sau này em lúc mà yêu em lúc có đưa anh ra gặp mẹ không? Tại vì em không xác định là cưới anh này mà. Nên em sẽ không có chủ định là anh ơi năm tới hay tháng mấy đó là sẽ dắt về. Nhưng mà lại có một cái tréo ngoe đó là ba em mất. Thì ngay lúc đó thì em cũng chỉ đơn giản là lúc đó em nghĩ tới ảnh, xong em mới gọi lên là anh ơi ba em mất rồi. Em thì cũng nghĩ là chỉ báo cho ảnh cho ảnh biết như vậy thôi. Thì sáng hôm sau đùng một cái anh xuất hiện trước nhà em luôn. Lần đầu tiên là một thân một mình em đi máy bay. Đi máy bay. Đi tới một nơi mà em không hề biết. Nên là khi em tới cái là em bước vô cái nhà là nói thật là vậy, mới nói là em nhìn thấy nó giống như em đi nước ngoài á. Em vô rồi em nghe cái tiếng những người đó nói với nhau là em cũng hiểu giống luôn ở nước ngoài luôn. Thì tự nhiên em vô em thấy một cái cảnh đám tang đó thì em thấy em rất là xúc động, thấy tội cho bạn gái mình quá đi. Em đứng chậm nước mắt khóc thì em thấy nguyên khu đó nhìn khóc em như mưa luôn, chỉ khóc như mưa luôn. Có nghĩa là em là rất là mau nước mắt, thì ở dưới người ta không tập trung vô cái lễ tang nữa, ta tập trung vô em. Ta đứng ta nhìn ta nói họ đoán là em là con riêng gì của ông này nè. Trời ơi. Trời ơi. Không, anh nghĩ là em không có khóc. Em không có khóc bình thường đâu. Em không có khóc đơn giản mà chậm chậm thôi. Anh nghĩ chứ em khóc bùi không, bùi loa. Em khóc là em khóc sự thật, chứ mà em khóc cái kiểu mà gào thét không ạ. Nhưng mà anh mà em khóc là em khóc rất tế nhị. Tại vì mình cũng sợ người ta thấy. Trời ơi, khóc tế nhị như đó. Đó thì mọi người mới chỉ chỏ là trời thằng này là trường hợp ở đâu tới đồ vậy. Thì sau này mới nói rõ ra, mình cũng giới thiệu là biết là bạn mà em ở dưới đó cũng một tuần lễ là em cũng bị bất đồng ngôn ngữ dữ lắm. Có một cái bà mợ hả, kêu là bà mợ. Bà gặp bà nói con đi má boa về hả? Nói vậy dạ không, con xuống đây có mình nè. Thì biết rào, nhưng mà con đi má boa về phải không? Không, con đi có một mình không mà ba má con không có đi theo. Hai bên cứ hai bên cứ xà quần đâu có tức quá phải kêu thông dịch viên ra. Bà này bà ra nói không, ý nói là anh đi bằng máy bay về hả? Nó trời ơi. Bây giờ mỗi lần về có bất đồng ngôn ngữ nữa không? Dạ không, em nói luôn, em nói được rồi. Nói được luôn hả? Dạ. Em với ông xã em cưới nhau lâu chưa? Em cưới khoảng được 2 năm rưỡi à. Tụi em yêu nhau bao lâu thì cưới? Yêu nhau 5 năm. 5 năm. Dạ. Cũng lâu chứ, tìm hiểu lâu chứ bộ. Rồi thôi luôn tiện thì kể luôn tính xấu của ảnh đi. Dạ có. Vì ảnh con nhà là con trai một nên là cũng được ba mẹ rất là cưng chiều ảnh. Nên là ảnh rất là thích chơi bời, tụ tập với bạn bè rồi như vậy. Em phải nói bớt lại. Đây tưởng anh chắc nhậu nhẹt. Nhưng mà anh không có phải là nhậu nhẹt. Đúng rồi, anh không có phải có là nhậu nhẹt không? Nói này là anh Quốc Thuận anh đồng cảm nè. Có những cái em phải nhậu em mới hiểu nó ngặt nghèo lắm. Ngồi nhậu thì nó thôi 10 giờ anh về đi. Mà lúc đó vợ gọi là 9 giờ thì câu chuyện mình thấy tới 10 giờ anh cũng hạ màn được rồi.
tính 10 giờ về, cái tự nhiên 10 giờ cái đẻ ra một cái đề tài mới, mình tức quá, anh thấy đề tài đó nó hay quá, ngồi phải tham gia. Mình tham gia cái tới 11 giờ thì vợ nói là anh không bao giờ anh đúng giờ hết, thật ra là cũng không có uống gì thêm hết. Nhưng mà có một cái đợt mà đi không phải tới 1 giờ như anh nói mà phải là tới 4 giờ sáng. 3 giờ. Hỏi hai chồng em cũng phải trả giá giờ giấc hoài vậy. Em nghĩ là cỡ 3:30 chứ không phải là đi đâu. Bây giờ mấy cũng được mà đi đâu. Thì đó, ảnh mới đi về em hỏi là anh đi đâu. Ảnh mới nói là à, thì đi nhậu với anh ABCD là những người đó em biết luôn. Nhưng mà xui với ảnh là em có gọi những người đó. Và em cũng biết là đúng có đi nhậu nhưng mà đã dừng với người đó lúc 12 giờ rồi. Trời ơi. Và bây giờ từ 12 giờ tới 3 tiếng đi đâu? À. Em á hồi nhỏ em rất là nói xạo. Nên bây giờ ai nói xạo em nghe mùi là biết liền. Mùi tanh tanh là mùi tanh. Thì anh mới nói là à anh đi về nhưng mà anh mắc toilet quá. Xong anh mới chạy em đi tìm cái phòng đi mắc. Em mới nói bị điên hả? Mắc toilet thì mình chạy về nhà mình sẽ nhanh hơn anh chạy vòng vòng để tìm cái Family Mart, đúng không? Từ quận nhất chạy qua Hầm Thủ Thiêm mà tới Trần Não là tới nhà rồi. À. Cái này chạy vòng vòng, nó chạy vòng vòng đi tìm không có cái Family Mart nào hết. Trời để mà đi vô như rồi cuối cùng cũng tìm được cái Family Mart. Cái sau em mới nói là chắc chưa. Nhưng mà xui cho ảnh là trước khi đi vô cửa hôm đó là em bị bệnh thì mẹ anh mới nói ê mày đi massage vậy hả, sao nghe mùi thuốc bắc vậy. Cái em nghẹt mũi em đâu có nghe nhưng mà mình vô mình chụp đầu liền luôn. Sao nghe mùi thuốc bắc vậy? À, thì đâu có đâu. Rồi em biết là nói xạo rồi. Thì khi đó em có rất là giận vì em đã cho cơ hội nói 3 lần vẫn không nói thiệt. Và em cầm cái remote em nhớ em quăng rất mạnh và như là hư cái remote luôn. Em mới nói là anh cẩn thận coi chừng sẽ mất vợ và mất con. Và em đi ngủ em không nói gì nữa. Thì hôm đó thì lại có mẹ em vô nữa. Sáng ngày dậy mẹ mới gọi em dậy. Ê, nó khóc. Tao thấy cái dài nó nhúng nhúng vậy, nó xoay vô tường, nó nhúng nhúng như vậy là tao biết nó khóc rồi. Thế em cũng không quan tâm vì em nghĩ lúc đó em rất là giận rồi. Thì ảnh cho anh cũng biết được nên ảnh vô ảnh mặc cái áo rất là lịch sự. Ảnh mới nói là xin phép em cho anh nói chuyện với em chút. Thì bắt đầu ra là ảnh mới nói thiệt là ảnh đi massage. Trước khi mà em ra nói chuyện với ảnh thì em cũng đã xác định là nếu như bây giờ mà mình sẽ cương quyết mình hỏi đi đâu và massage như thế nào, mình hỏi cặn kẽ chi tiết massage ở đâu, ở đâu và có lành mạnh hay không nào, lành mạnh. Nhưng mà em nghĩ nếu như bây giờ mà hỏi chi tiết vô thì vợ chồng sau này có hàng gắn thì cứ nghĩ tới cái chuyện đó thì mình lại khó. Em mới nói là thôi bây giờ không nói đề tài này nữa, từ bây giờ trở đi thì anh làm sao anh làm, không đề cập tới cái chuyện này nữa. Tha lỗi. Rồi sau đợt đó là em đi massage không bao giờ em vô cái phòng thuốc bắc nữa. Không, thực ra là nói giỡn vậy thôi chứ đúng là đêm hôm đó là mình thấy mình cả đêm em không ngủ em khóc. Thì mình nó có hai nguyên nhân. Thứ nhất là em tức bản thân em, là em nói dối nó quá phô đi. Yếu, mình quá yếu đi. Thế là lúc đó có bia rượu nên không có biên kịch được. Nhưng mà nói giỡn vậy thôi chứ cái nguyên nhân lớn nhất là rõ ràng mình thấy mình có lỗi. Đúng. Tại vợ mình mới sanh mà mình ham chơi quá. Thì tại vì thực ra từ đó giờ chỉ có cái chuyện đó là cái chuyện lớn nhất em bị bắt thôi. Còn một số chuyện chưa bắt được thì không? Là chưa. Dạ, còn một số chuyện em khéo léo em lòn qua được. Nên là mình thấy mình rất có lỗi mà chưa bao giờ em thấy em mất cái đàn ông tính như vậy luôn. Đàn ông tính á. Dạ. Em khóc cả đêm, sáng dậy em gặp vợ em xin lỗi mà em vẫn còn khóc. Là đó có nghĩa là đó là lần duy nhất luôn. Rồi, bây giờ mong muốn Bình thay đổi điều gì? Em mong muốn ảnh là chơi với con nhiều hơn. Vì ảnh không bao giờ ảnh chơi với con quá 5 phút. Và ngay cả con nó cũng không mến ảnh nữa. Có như có một lần chỉ là ảnh nằm đó là nó cũng khóc thét luôn. Mình phải chơi với nó nhiều. Dạ, ảnh chơi với nó mà ảnh cứ ngồi anh bấm cái game vậy. Rồi nó cứ đi lủi thủi nó chơi mà mình với nó. Chơi với con nhiều hơn chút. Dạ. Đúng không anh? Dạ, với lại ví dụ như em biết công việc ảnh rất là áp lực. Mà anh đừng có về đổ anh đầu em. Em ghi chú là không có đánh đập, không có sỉ vả, không có hạ nhục. Có nghĩa là em về mặt mày hơi nặng nề thôi chứ không phải là... Anh rất là đàng hoàng. Tức là mình biết cái tính đó của ảnh vì cũng đã quen nhau 5-6 năm rồi. Mình cũng đã hiểu cái đó rồi và mình chấp nhận mình mới cưới ảnh. Nhưng mà nhiều khi thì em ở nhà em vẫn có bị áp lực, có giữ con. Rồi nhiều thứ cũng áp lực chứ không phải như hồi xưa không. Mà bây giờ ảnh về rồi ảnh cứ cau có như vậy thì em cũng cảm thấy em buồn. Dạ. Vậy thôi. Hòa Bình, mong muốn bà xã thay đổi gì? Về vị trí của một người vợ á, dạ em tính tình ok hết, công dung ngôn hạnh là tề gia nội trợ ok hết. Nhưng bị cái là quá thương con. Vợ em mà chỉ cần con mà nó kêu là gì? Nhà giàu đứt tay mà ăn mày đổ ruột á. Con nó ốm đau thì nít mà. Bệnh cái thôi là bà bắt đầu bà
bà chắc lưỡi đi ra đi vô, mắt nhìn xa xăm. Không biết bây giờ tôi phải làm sao đây để tôi cứu con tôi, thí dụ chẳng hạn. Nói không khi nó bệnh, cái chuyện nó bệnh bình thường đâu có gì đâu. Thì nếu như cái kiểu này lặng nhỏ này mẹ mốt, tại vì em thấy tính nó bây giờ là rất giống em. Không được cái gì là bật ngửa đập tạch vậy đó. Mà nó con gái á, là nó có thể làm bất chấp mọi thứ để đạt được mục đích. Nên là em rất sợ là sau này với cái tính đó và với cái sự nuông chiều này thì thì rất là dễ hư. Đó là cái em góp ý vậy. Hiểu anh ấy chưa? Không, nhưng mà cái ca này á là nó phải dày nè. Có những mẫu người phụ nữ mà con nó chỉ cần bị một chút xíu con mũi cắn thôi là trời ơi muốn giết cả cái dòng họ mũi, kiếm nó đâu, giết nó cho rồi đi, không thể để cho nó sống được. Mà kiểu đó là cái mẫu người phụ nữ đó. Thành ra em không, tức là em không thể mong muốn bạn chồng của em giống như là bạn Thuật được. Và ngược lại em cũng không thể mong vợ của em có thể bớt quan tâm tới con được. Tuy nhiên đó là luật bù trừ trong gia đình em. Đứa con em á, nó thiếu ở bố cái gì thì mẹ nó bù đắp như thế hết. Trong gia đình chị y chang vậy, anh Tuấn Anh y vậy luôn. Ngay cả cái chuyện mà chồng em đi massage, ông xã chị cũng ghiền massage dữ lắm. Không thiệt, ghiền dữ lắm. Đó là một cái nhu cầu không thể thiếu được, thuần túy thôi. Nó không phải là cái sự đụng chạm xác thịt, mà nó là một cái gì đó mà về sức khỏe, về đầu óc, về tức là họ áp lực, họ thế này, nọ kia. Thì cái nhu cầu đó của họ để họ xả, để họ tiếp nhận cái năng lực. Thì khi mà mình hóa giải được điều đó, mình không hề cảm thấy khó chịu, bực bội. Sau này chị còn khuyên ổng phải đi massage nhiều một chút cho ổng bớt khùng á. Tính tình mà hay bị nóng tính á, là đó, không xả ra là không. Nguyên nhân anh hay nóng tính. Không có đó thiệt. Tự biết hướng và xả cái stress đó bằng cách nào để đừng có lỗi vợ, tại vì chồng rất là yêu vợ. Nhìn là biết. Đúng yêu không? Quá yêu rồi. Dạ. Yêu vợ. Như vậy hiểu nhau chưa? Hơn chưa? Được không? Ok không? Ok không? À, ok rồi. Vậy là có... sau vụ này, sau đợt này là em được đi massage thoải mái. Không, không biết là nghe cái chuyện đó tối nay. Cái chuyện đó là chuyện giữa hai người. Em thì em để ý vợ em từ năm lớp 10 lận. Đó là đi học, là chỉ biết đi học thôi. Không có quen bất kỳ một bạn trai nào luôn. Ảnh là mối tình đầu tiên luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp vợ chồng thứ hai. Và xin mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay đón chào họ. Xin chào cặp vợ chồng rất trẻ. Mời hai em giới thiệu về mình. Dạ em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận, em chào quý vị khán giả. Em tên Bùi Minh Hải, em đến từ Tây Ninh. Dạ hiện em đang công tác tại công ty Hùng Duy Tây Ninh. Em làm bên thợ điện. Em chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và toàn thể quý vị khán giả ở đây. Em tên là Võ Thị Trang, em nay 29 tuổi, nghề nghiệp của em là nội trợ. Rồi mối tình hai người chớm nở như thế nào? Vợ chồng em quen nhau là năm lớp 12. Em vô là em ngồi cái bàn đầu tiên. Ảnh vô anh thấy cái anh ngồi bàn sau. Vô tình cái đợt đó đó đang ngồi chơi thì kia nói chuyện cái chọc ghẹo, cái em mới lấy cái cây thước á em gõ lên cái tay ảnh, cày chảy máu. Cái ảnh ập mặt xuống ảnh khóc. Trời ơi tôi cũng mạnh mẽ quá vậy. Khóc là đúng rồi, chảy máu chứ bộ giỡn sao. Mà lúc đó lớp 12 hả? Dạ lúc đó mong manh mà lúc đó nghĩ trời ơi quánh có cây thước thôi mà chảy máu mà khóc nữa, nói sao mà kỳ cục vậy trời. Cái quay xuống nói bụ đau lắm mà khóc. Cái lúc đó anh mới trả lời là không phải là đau, mà là vì anh đang tưởng tượng là ba anh đang bệnh nằm ở nhà, bệnh ung thư giai đoạn cuối luôn. Cái anh buồn anh khóc. Là lúc đó là mình nghe cái mình thấy mình có cái tình cảm, như lúc đó mình bắt đầu kiểu như có một cái gì đó với chồng mình luôn rồi đó. Em để ý lâu lắm rồi, mà vợ em cũng thích em nữa. Mà không hai đứa ngồi kế nhau vậy đó, đứa trước đứa sau mà không đứa nào dám nói câu nào hết trơn à. Cái bữa đó là vợ em đem nguyên một bọc trái cây quá chừng bự vô luôn. Cái ngồi nè, vợ trên bàn trên là quay xuống, tụi em dưới ngồi chụm hai bàn chụm lại. Cái em ngồi trong bụng nói đối diện vậy nè, giờ mình có cơ hội rồi, giờ mình cũng làm cái gì đó để mình gọi là mình thích người ta. Cái em lấy cái chân em dẫm lên chân vợ em cái. Thì nếu mà không được thì mình nói mình giỡn thôi. Cái em không ngờ luôn, vợ em lấy chân kia giẫm lên chân em luôn. Rồi em cũng bạo gan lắm, lấy chân còn lại của em giẫm lên luôn. Trời ơi là bốn chân chồng lên nhau đó. Dạ. Cái em nói trời ơi rồi bật đèn xanh dính rồi. Vợ em bật đèn xanh rồi. Rồi các em là yêu nhau bao lâu vậy ta? Tới 6 năm mấy rồi. Rồi trong 6 năm đó là chắc chắn là sẽ có rất rất nhiều những kỷ niệm. Dạ đúng rồi. Có một lần á em vô nhà bà xã em thiệt em kể mà em mắc cỡ lắm á. Thôi bên này kể đi sao đâu. Kể đi đâu cho nó kể đi. Tại vì em biết đâu cái bữa đó là vô là
nguyên gia đình vợ em đang ngồi coi tivi bên trong luôn. Em với vợ em ra trước ngồi ghế đá ngồi tâm sự. Cái em ơi anh giờ anh mắc quá, anh mắc lắm chồng. Cái đang ngồi nói nè, đang ém luôn. Cái bà xã em ngồi nói gì em cũng không nhớ nữa, mà em làm cái thủng. Trời ơi, tôi quản hồn luôn, nhìn vô nhà mọi người tỉnh bơ coi tivi không biết gì hết trơn luôn. Mà mặt ảnh y như con gà nâu vậy đó. Nó cỡ quá luôn vậy từ lúc rất đó rất là lớn luôn. Con đánh bom cảm tử tại nhà luôn. Dạ. Rồi trong lúc hai đứa yêu nhau vậy đó, rồi có lúc nào mà giận hờn chia tay chia chân được không? Có chị, nhiều lần lắm. Mà thường thường là do tác động bên ngoài. Tuy người ta nói Trang quen Hải, thằng nhìn y như BD vậy, cũng quen nữa. Hồi xưa em trắng như gái vậy chị, em trắng dữ lắm, trắng hơn vợ em nữa. Cái quen em cái trong lớp hay nói trời trưởng quen ai cũng quen thằng y như BD vậy, cũng quen nữa. Rồi ở nhà bên vợ cũng nói luôn, nói mày thấy không, nó đi kìa, lúc đó đợt đi núi Bà chơi á chị, cái đi cái tướng, cái chị đi sao vợ em nói mày nhìn coi tướng đi kìa y như BD vậy đó, vậy là cũng quen nữa. Đứng đi thử coi đi BD không tôi đâu. Sao mà đi anh để anh Thuận đi coi ai BD. Thử với tôi nè. Nó có gì đâu hả? Đi thời trang luôn, cách quốc luôn cho chị Thuận. Đi xuống thảm đỏ Thuận. Đi đây nè, coi nè, coi con nè BD hơn nè. Áo xanh BD hơn. Đó, thấy chưa? Rõ ràng đi với tôi là thấy là bên này nam tính rất nam tính, nam tính hơn tôi nữa. Bây giờ hai đứa lấy nhau được mấy năm rồi? Dạ hơn 5 năm rồi. Hơn 5 năm. Ở lúc mà mới lấy nhau vậy á là ở nhà ai? Dạ, ở bên nhà vợ hay bên nhà chồng? Cái lúc mà cưới á là ở bên nhà ảnh lục đục đủ thứ lắm. Cái ảnh buồn dữ lắm, cái ảnh đi vô nhà ảnh khóc, ảnh nói vậy rồi giờ sao em? Cái mới nói thì giờ bên nhà em cũng có cái kho. Thôi thì thôi giờ để em nói với ba mẹ anh tiếng mình sửa lại rồi mình ở. Cái anh nói thì vậy đi chứ mà anh thấy rồi em về em ở với mẹ anh chắc cũng không có được. Rồi cái tự anh bung tiền ra anh sửa sang này kia mọi thứ là hết luôn. Ảnh về em nói thiệt hả, mọi thứ các cái ở nhà hả đều một tay ảnh làm hết chứ anh không có mướn ta luôn á. Tại vì chắc có lẽ là Hải không có tật xấu gì đâu, đúng không? Dạ đúng hả rồi Trang? Dạ lúc đó là không có, nhưng mà sau ngày cưới mới có. À sau ngày cưới, lúc đó mình tin tưởng bao nhiêu là bây giờ là mình đổ vỡ bấy nhiêu. Đổ vỡ luôn. Vậy hả? Trời thôi chết rồi. Hồi mới cưới về vợ chồng cực khổ lắm, là đi cạo mũ cao su cho ba. Tại vì có công ăn việc làm, có bằng cấp đàng hoàng luôn. Vậy em mới nói thôi xin việc làm đi. Anh mới nói thôi để người ta cạo hư hết, thôi để vợ chồng mình đi cạo đi. Bắt đầu ấy là cắn bầu bé đầu tiên á, là lúc đó em ốm nghén luôn. Đi cạo đâu có nổi đâu, toàn bộ là ảnh chàng không à. Riết rồi cái đợt đó, năm đó cái ảnh nhận thêm giường á, là lúc đó là mới cắn bầu em bé đó. Rồi cái nhận thêm cái bắt đầu đêm nào cũng thức hết á, cái chịu không nổi, tại vì không có ăn được mà ói rồi y như là người mình nó nuổn luôn vậy đó. Cái ảnh cạo ảnh chàng riết cái ảnh tức quá, còn đâu cỡ chừng vài trăm cây á, cái anh ghé anh bỏ em ảnh đi, anh cho cạo mình luôn. Là sao, lý do gì mà đi vậy trời? Tại lúc đó mệt quá chị, trong người nó ra cái nó quạo. Nhưng mà em đi vô giường của nhà xong rồi chút xíu em vẫn quay ra, em quay ra rồi em năn nỉ vợ lại. Cái xong cái em nói thôi giờ em không có làm nữa. Cái anh nói vậy thôi, nếu mà giờ ấy thì thôi giờ đi mướn người, đi kiếm người khác đi, đặng trả giường cho ta, ta kiếm người khác. Khi mà nghỉ cạo á chị, rồi vợ chồng em ở nhà, em chưa có công việc ổn định, rồi sanh bé đầu tiên ra thì em lo hết luôn. Khi mà ra tháng khoảng 6-7 tháng thì em mới đi vô công ty em làm. Lúc đó thì thu nhập hai vợ chồng em cũng không đủ nữa. Rồi về nhiều khi á là năm em cũng không có chi phí để mà lo đủ cho gia đình. Có bầu bé thứ hai ha, là lúc đó là ảnh, cái chỗ mà ảnh làm á là đã xong rồi. Ảnh mới đi ra ngoài cũng của công ty luôn, ra cái khách sạn 4 sao á, là cái công ty nó thuê đặng làm ngoài đó đó. Thời gian của ảnh lúc đó là nhiều lắm. Ảnh không có lo lắng gì cho vợ con luôn. Y như là ảnh bỏ phế vậy, chỉ tới tháng tới về là đưa cặp tiền dục đó đó, rồi vậy là rồi á. Cái bữa đó ảnh điện ảnh nói anh có bạn mời ăn tân gia, thôi anh đi về trễ nhất nhen. Cái ảnh đi xong lúc đó về 9 giờ. Cái ảnh nói thôi bữa nay anh xỉn quá anh đi ngủ nha em. Em nói thì anh đi ngủ đi. Mà anh tắm rửa xong lên anh không ngủ, anh nằm anh lấy cái điện thoại anh bấm. Anh thấy mình lên cái đợt anh bấm cái gì đó, y như là anh thoát ra khỏi cái đó vậy đó, anh không cho mình thấy. Cái xong mình nó tự nhiên ngay lúc đó mình có cái cảm giác trong lòng mình rất là khó chịu, y như là bất an, y như là có một cái chuyện gì đó anh giấu giếm mình, anh không bao giờ cho mình biết. Xong cái để im coi, cái anh đi lợi anh sạc cái điện thoại.
nằm đó anh chút xíu cái đi lại bóc cái điện thoại của ảnh lên, thì em nói thiệt tin nhắn của ảnh nhắn với người đó rất là nhiều, đọc vô tới đâu mà nước mắt mình chảy tới đó luôn, y như là ảnh cầm dao đâm thẳng vào tim mình luôn. Ủa vậy lúc đó là cái người đó là gì của em vậy? Dạ không chị, tại cái bé đó là làm trong công ty em á, rất là chảnh chẹ đồ, thấy ghét lắm. Nên em mới nói trong bụng là cua cho bỏ ghét. Trời ơi, em cũng vô tình luôn, em tắt cái màn hình em đi sạc mà em không có thoát cái đó ra. Cái cuộc trò chuyện em không có thoát. Vợ em đọc được hết trơn luôn. Chỉ quen nhỏ đó mới có 2 tháng mấy thôi mà hả, nó viết đủ thứ trong đó luôn. Trời ơi, từng lời từng chữ nhiều lúc vợ con mình nhà chưa quan tâm được đến nỗi vậy luôn. Ngày quen là ngày nhiêu? Ngày 20 tháng 10 luôn. Em ơi, ngày phụ nữ gì đó phải không? Dạ, vợ không hề có một chút động thái nào luôn. Không hề nói chúc em ngày phụ nữ hay này kia. Mà lại đi chúc nhỏ đó. Rồi hả, cái ngày mà ảnh lên trước cái trưởng phòng á, ảnh nhắn với con nhỏ đó là em là người đầu tiên anh chúc mừng. Anh báo cho em biết trước đó, là em là vợ mà em còn chưa biết trước nhỏ đó. Không, tại vì á là nói chung là bà xã em không hiểu em cũng có giải thích rất nhiều rồi. Em nói là em không có thương, em chỉ ghẹo cho bỏ ghét thôi. Là khi em nói anh á, nếu như mà xác định là nếu mà em có thương rồi á thì làm chung công ty không thể nào mà không điện thoại qua, không nhắn tin lại. Khoảng 2 tháng sau là bé đó nghỉ công ty, không làm công ty nữa. Nhưng mà vợ em vẫn không tha thứ cho em. Tại vì em nói là nếu như mà còn thương thì anh cũng phải lén lút ở ngoài anh quen à. Còn cái này là vợ em phát hiện ra rồi là em không nhắn tin, em không kết bạn, em xóa toàn bộ cái trong máy em bất kỳ gì cái người đó là em xóa hết. Em không lưu giữ một cái gì hết. Thậm chí cái người đó kết bạn cũng nói em kết bạn lại nè, giờ anh không kết bạn. Em xóa luôn, em quỷ luôn. Nên mà sau này vợ em vẫn không tin, viết đơn. Tự em đi làm đơn, em nộp luôn. Mẹ anh cũng khuyên nói thì thôi lỡ rồi cái chuyện gì giờ cũng ấy, giờ nó biết lỗi rồi thì thôi bỏ qua cho nó lần này đi. Rồi cái mẹ nhà cũng khuyên này kia, cái thôi rút đơn lại. Nhưng mà mấy ngày sau cũng cãi nhau kịch liệt lắm, hai đứa đi ra tòa ký tên. Ủa ghen, vợ em ghen dữ lắm luôn á chị, ghen đến nỗi mà sáng sớm á em đi ăn sáng, cái em gặp con bé đó là ở cùng sớm luôn. Thì mình người ta ngồi ăn trước á, cái em vô em ngồi ăn sau, thì mình trai mình lịch sự mình trả tiền cho người ta. Cái vợ em cũng sao không biết, em ngồi quay lại cái chỗ người ta bán cơm, quay lưng lại em không thấy vợ em lâu đó mua cơm luôn. Thấy vậy á, cái chiều về sáng sớm đi làm, vợ chồng cười vui vẻ chiều về cái hầm 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 mặt này nè. Hỏi ủa gì vậy em, sao rồi, cái gì thì nói với vợ chồng. Anh một dạ hai lòng, anh tự làm gì anh biết. Cái em mới ngồi em suy nghĩ nó, ủa em mình làm gì mà một dạ hai lòng ta, là mình đâu có liên hệ gì với cái người nữa đâu. Ngồi suy nghĩ nát óc luôn. Thì trong cái buổi sáng đó thì em có thấy vợ phớt qua, là lúc vợ mua đồ ăn xong về chị phớt qua, thì em cũng đứng lên em nhìn mà không kịp thì thấy giống lắm. Cái ngồi suy nghĩ nó, bộ hồi sáng em thấy anh ngồi ăn cơm với cái người đó hả, thì vợ em cũng biết cái người đó nữa mà ghen đến mức vậy luôn á. Em bực một câu là mẹ em nói nếu trường hợp mà con thấy vợ con vậy rồi sao. Em mới nói là bình thường má, không có gì đâu. Rồi cũng cãi qua cãi lại, em tức quá em đi mướn nhà trọ mà em ở luôn. Ôi trời. Em dẫn con nhỏ gái em theo luôn. Em vô ngay cái nhà trọ của thằng em trong công ty luôn. Nó vô nó đồn hết công ty. Bà mẹ cầm cái giấy chứng minh hỏi con biết anh này không, cũng làm chung công ty con nè. Anh cầm lên, trời ơi anh Hải. Nó bắt đầu vô đồn hết nguyên công ty luôn. Ai cũng biết hết trơn, trời cái ship ảnh này kia nghe vậy cái nó kêu ảnh lên. Nói chuyện nó, ủa sao mà cưng phải ra nhà trọ, cưng mướn nhà trọ cưng ở kỳ vậy. Mà mắc cười lắm, đi ra nhà trọ ở thì em cho đi luôn. Em cũng không kêu lần nữa, đòi bắt nhỏ gái em theo nữa. Cái lúc đó nhỏ đó nó còn bé mắc cười lắm. Nghe ba nó là mình đi lại tới nhà mới mình ở cái phái lắm. Ba đi, ba mình đi ba. Giờ hỏi hai đứa tình trạng thực tại hiện giờ hai đứa là sao? Dạ, đang rất là hòa thuận vậy. Ai đăng ký cái chương trình này? Dạ em là người đăng ký. Tại cái bữa đó vợ đi du lịch, dẫn hai đứa con đi, bỏ giận bỏ mình em nhà. Cái buồn quá bắt chương trình lên coi cái coi. Tại hôm bữa trước á, là vợ cũng có nằm coi, vợ nói anh em đăng ký chương trình nha. Nói ừ thì đăng ký đi, thì vợ chồng mình đi. Cái bà xã em ru luôn. Cái bữa đó ở nhà móc ra đăng ký thử coi mà. Em gỡ đại em là người đăng ký á. Cuối cùng là được tham gia. Dạ. Giờ nếu mà em muốn vợ em thay đổi á, là em muốn vợ em thay đổi cái gì? Dạ thì em cũng nhân tiện chương trình, em cũng gửi chương trình nhắn với vợ là vợ ơi đừng có ghen nữa. Em là thật sự là em rất là thương vợ em. Ngoài đi làm là bây giờ là em không có gì là bậy bạ hết á. Nhưng mà em cũng có cái tánh là nóng tánh dữ lắm.
em cũng ráng em kiềm chế cái tánh nóng của em lại và để lo cho gia đình. Hiện giờ em cũng ráng em làm để cất cái nhà, em xây tổ ấm cho vợ chồng em. Rồi còn em, bây giờ Trang, em muốn ông xã em thay đổi điều gì? Thì em muốn ảnh là quan tâm tới mẹ con em nhiều chút. Tại vì cái thời gian ảnh đi là quá nhiều rồi, cho nên về là chơi với con đó. Giờ không có nói lang bang nghe, nói lang bang một hồi nó quên là em muốn nó thay đổi cái gì đó. Dạ, muốn quan tâm tới vợ. Quan tâm tới vợ nè, rồi gì nữa? Mai mốt này kia là thấy phụ nữ khác là đừng có nhắn tin bậy bạ nói chuyện với người ta. Ta làm gì tại người ta đi mắc mớ thì phải bỏ ghét, cua cho bỏ ghét. Bởi vậy cái điều mà bạn muốn ở vợ bạn là phải hiểu bạn. Là bởi vì sao ngày xưa bạn chơi với bạn này là lúc đang đi học, là con số không chả là cái gì hết. Bây giờ người ta thành đạt rồi, người ta phải có những mối quan hệ xã giao trong cái xã hội này. Nhưng mà vợ em lại không được tham gia ở ngoài xã hội. Để vợ em hiểu rằng nếu khi mà con người ta hoàn cảnh thay đổi thì con người cũng phải đổi thay. Thì cái sự đổi thay hoàn cảnh và đổi thay con người á, vợ em phải biết nó là như thế nào thì vợ em mới đồng cảm thấu hiểu được em chứ. Chứ nếu mà cứ ở nhà thì vợ em là dừng lại, không bước tiếp. Còn em á, thì bước mà bước quá nhanh. Thì làm sao hai người mới đầu từ đồng niên với nhau nè, đúng không? Đồng hành xong đến một lúc tự nhiên vợ em đứng y vậy, em đi muốt ở đây em đòi người ta hiểu. Làm sao mà hiểu được, đúng không nè? Thì bây giờ hai bạn phải chấp nhận nhau ở cái thời điểm như thế này đến chi để hiểu nhau hơn. Em phải chịu khó tìm hiểu cuộc sống của chồng em. Mình không có co mình lại nữa. Đó. Yeah. Yeah. Rồi, chúc hai em luôn luôn hạnh phúc. Yeah. Rồi, dạ. Và bây giờ là đến phần kiểm tra hữu ý và bốc thăm may mắn. Chúng ta có 4 phần quà như sau. Trước tiên đó chính là một phần quà là 6 tháng sử dụng trà thảo dược 100% từ thiên nhiên Bella Nature, được kết hợp từ nấm linh chi, chè vàng, lá sen, trùm ngay tinh nghệ phục linh đan sâm và nhiều loại thảo dược quý hiếm khác. Món quà thứ hai đó chính là một chiếc Smart TV 32 inch trị giá 4.690.000 đồng, thương hiệu Akino, tinh hoa công nghệ thăng hoa cảm xúc. Món quà thứ ba đó chính là bộ sản phẩm gối cao su Đồng Phú, được sản xuất từ 100% nguyên liệu cao su thiên nhiên, do công ty cổ phần cao su kỹ thuật Đồng Phú, thành viên tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam sản xuất. Và món quà thứ tư đó chính là một miếng cước chùi nồi kèm thêm cặp vé xem kịch tại sân khấu Hồng Vân. Và bây giờ là phần kiểm tra hiểu ý. Các bạn đâu lưng vô nhau xong nghe kỹ câu hỏi nha. Vợ của bạn thích hoa gì nhất? Vợ của mình chứ không phải mình, nghe chưa? Rồi, mời vợ chồng Bình quay ra. Vợ của mình thích hoa gì nhất? Mở ra nào. Hoa hồng. Vợ của Hải thích hoa gì nhất? Hoa lan. Hoa lan. Trời ơi, hai ông chồng quá hay. Rồi, như vậy mời hai anh chồng bước lên một bước, nhìn nhau cười một cái rồi quánh tù xì. Đó, một cái trò chơi rất là đàn ông. 1, 2, 3, quánh tù xì. Tù xì. Rồi xong. Mời vợ chồng Hải chọn một trong 4 màu sắc này. Chọn đi. Màu xanh, đứng yên đó. Vợ chồng Bình chọn màu nào? Màu vàng. Màu vàng. Rồi mời hai cặp vợ chồng chúng ta tiến đến màu sắc mà chúng ta chọn. Tôi và chị Vân sẽ mở trước nha. Mời quý vị khán giả đếm giùm. 1. Rồi. Mời hai cặp vợ chồng chuẩn bị. 1, 2. Như vậy là chúc mừng cặp vợ chồng của Bình đã nhận được một phần quà, đó chính là một bộ sản phẩm gối cao su Đồng Phú. Và món quà thứ hai đã thuộc về cặp vợ chồng của Hải, đó chính là 6 tháng sử dụng trà thảo dược 100% từ thiên nhiên, thương hiệu Bella Nature. Kính thưa quý vị, thời lượng phát sóng dành cho chương trình Vợ Chồng Son tuần này chúng tôi đã hết. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào lúc 22 giờ tối Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 với chương trình Vợ Chồng Son. We'll be right back.
Hồng Vân và Quốc Thuận. Xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Lúc đó là con cũng không có nghĩ gì hết, tại vì cái avatar của anh Giang nhìn ảnh rất là BD á. BD á. Tại vì cái app lúc mà ảnh chụp hình á vi lai quá, villa. Với lại anh để tay như thế này nè. This time is just company dinner on one day, and then have two more so many office worker people with her in my boss is near here, but he take it one girlfriend. He sitting in here, and then he take it one girlfriend and he's sitting here. But I don't want to make any mistake, so I just turn back like this, talking with my brother. And then don't know why, when I go back home, I saw this situation, and I really don't know what happening to Tommy. But she first saw about what's this, what's this. I really don't know what I say, what to do, what situation is this. Rồi bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đến với cặp vợ chồng đầu tiên để xem coi họ mang điều gì đến với chương trình Vợ Chồng Son kỳ này. Mời quý vị dành tràng hoa tay đón chào họ. Wow. Oh, 안녕하세요. Oh, em có nói được tiếng Việt không? Biết chút xíu. 안녕하세요. 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 Bây giờ mời hai em giới thiệu về mình. Em tên là Trung Chan Giang. Trung. Trung Chan Giang. Trung hay là Giang? Dung gọi là Giang. Giang. Giang năm nay bao nhiêu tuổi? À, em là 36 tuổi. Ở bên Hàn Quốc á, là ở Seoul hay là ở? À, Gyeonggi-do, Ansan. Ở Ansan, Hàn Quốc. Ansan. Ansan. Ansan là em là lập trình viên. Giang là ở Việt Nam bao lâu rồi? 4 year. Giang ở suốt ở Việt Nam 4 năm luôn. Trong cái đợt dịch vừa rồi có về Hàn Quốc không? Dạ không, tại vì ảnh hưởng của dịch cho nên tụi con cũng ở Việt Nam không à. Là ở luôn 4 năm dạ, luôn. Đúng rồi. Có mẹ không? Mẹ của ảnh mất sớm. Ảnh có bố với lại chị hai. Có nhớ nhà không? Some I feel some many times some miss, but I have a new mom and dad. But they always take care about me harder, so I feel some better, really better. Mẹ chắc thương lắm hả? Mẹ. Giờ mời em giới thiệu về mình. À, con tên là Ngọc Bích. Nghề nghiệp của con là thợ xăm. Hèn gì nhìn nó, nhìn rất là đẹp nha, rất là. Nhưng mà là con là mở tiệm luôn hay là con làm cho người ta? Dạ, con mở tiệm luôn. Đó, như vậy là đi xăm gặp cô chủ tiệm, đó, rồi cua luôn cô chủ. Hay là cô chủ cua anh khách hàng? Dạ, ảnh cua con. Dạ, thật ra thì trước đây là con có tình từng chia tay một mối tình á. Xong rồi con thấy chán nản quá cho nên con mới tải một cái app gọi là app hẹn hò. Nhưng mà con tải thôi chứ con không có sử dụng. Thì sau một tuần con có thấy một cái tin nhắn mà cái bạn đó thấy con xăm nhiều á, nên bạn nó nghĩ là chắc con là thợ xăm. Bạn này? Dạ không, cái bạn đó là bạn làm chung công ty với lại anh Giang. Bạn đó nói tiếng Anh không có được tốt á. Cho nên bạn đó mới nói là để anh của mình nó nói chuyện với bạn. Thì mới đá qua cho ông này. Thì ông này mới kêu con là tải KakaoTalk của Hàn Quốc á, để nói chuyện cho nó dễ. Thì con cũng tải, rồi xong rồi con với anh này mới là trao đổi. Lúc đó là con cũng không có nghĩ gì hết, tại vì cái avatar của anh Giang nhìn ảnh rất là BD á. BD á. Tại vì cái app lúc mà ảnh chụp hình á vi lai quá villa. Với lại anh để tay như thế này nè. Cái lúc đó Giang nhớ là Giang chụp tấm hình Giang để làm sao đâu. Cho nên con nghĩ là thế giới thứ ba thì con cũng không có nghĩ gì hết. Xong rồi ảnh mới hẹn con ra gặp nhau ở trong quán cà phê á. Con tới trước, con ngồi ở trong quán cà phê, con ngồi con đợi thôi. Thì lúc ảnh mở cửa, ảnh bước vô á, trời, cái người ảnh á cao to men lì mà cái khuôn mặt không có giống ở trong anh ta chút nào. Cái con bị khựng. Con bị khớp. Còn Giang thì sao? Yes, I feel like some falling in love a little bit. She looks like very some girly, like her, some student, a girl. She looks like very shy and then very pure. Con kiểu con mắc cỡ, con không dám nói hết, con không nói một tiếng mặt nào luôn. Luôn hả? Rồi sao nè, cái cuộc nói chuyện đó, nó có diễn ra thật là tự nhiên và thoải mái không con? Dạ có, ảnh kêu con cho ảnh coi mấy cái hình mà con, mấy cái tác phẩm mà con làm, hỏi con về giá rồi này kia. Nhưng mà thật ra là ổng hỏi giùm, hỏi xăm giùm cho cái ông bạn ổng. Mà sao ổng không dẫn ông bạn ổng ra mà một mình ổng đi? Cái lúc mà ảnh nói chuyện với con ở trong quán cà phê xong thì ảnh là người đặt lịch để ảnh xăm. Mà xăm cái gì? Ảnh xăm mới sau lưng cái hình ở bên góc bên đây này, hình thiên thần đồ. Tại sao lại xăm cái hình thiên thần?
I have a title is one is angel with the devil. So I have some two empty sides. So I want to finish the pull back a title. This time I find her and then I take it a new angel title. Oh, anh mới cảm nhận cái điều đó từ lúc nào? Từ ngay lúc gặp con hay là phải tiếp xúc với con? Don't know. When I meet first time and then when we meet the first time, I just saw she's picture. When I really meet and then after, I feel like more than falling in love and then I try some more. Yeah, bao lâu thì tụi con mới chính thức coi như là quen nhau? Sau khi mà ảnh xong ở bên con xong, thì ảnh muốn trở thành bạn trai của con là ảnh nói trong lúc mà ảnh xăm của con luôn á, chỉ mới có mấy ngày thôi à. Nhưng mà lúc đó con không chịu, tại vì con sợ. Tại vì ảnh là người nước ngoài mà con chưa có biết gì ảnh hết á, nhưng mà ảnh kiểu anh tới tóc quá cái con bị sợ. Rồi tại sao ông lại tỏ tình nhanh như vậy? Actually I want to submit good girlfriend in Vietnam because I feel too lonely and then I want to some know about the in Vietnam because that time I just come in Vietnam from Korea 3 months and then I caught you. Sau cái bữa xăm đó thì đến khi nào con mới đồng ý làm bạn gái ông? Một tháng sau con mới đồng ý luôn. Sau khi mà ảnh trở thành bạn trai của con á là ảnh đòi xăm rất là nhiều luôn. Mà lúc đó là free hết. Trong cái một tháng đó thì để chiếm lấy cái lòng tin của con á, với lại của ba mẹ con thì sáng nào ảnh làm xong á, từ quận 12 ảnh bắt xe qua quận 11 của con nè, rồi ảnh tự làm đồ ăn đem qua cho con ăn sáng, xong rồi mua trái cây rồi mua lê Hàn Quốc rồi mua bánh kẹo cho mẹ con quá trời luôn. Ba mẹ con có thấy cái mấy cái hình xăm của ảnh không? Đã có. Rồi lúc đó phản ứng của ba mẹ làm sao? Ba mẹ con kêu là đừng có dính líu gì vô tới người nước ngoài người ta hết. Tại vì không biết người ta như thế nào á, ba mẹ con cũng sợ. Nhưng mà sau khi mà thấy ảnh giống như mua quà, mua đồ, mua bánh trái để lấy lòng á, cái mẹ con cũng thấy là chắc là người này tốt. Cái kêu con là nếu mà được á thì con thử tìm hiểu người ta coi như thế nào, coi có tốt không. Tức là giữa ba con với mẹ con thì Giang hợp với ai hơn? Giữa ba con với mẹ con thì Giang hợp với mẹ. Tại sao Giang lại thương mẹ hơn? In the career have this mean wife, mom, love is a daughter, husband. And I have this man in Korea, and then I don't know, she better than computers to me, and then I do some more, give her food for mom, and then after, I feel some more than computers to her, so. Rồi trước khi tụi con cưới nhau, thì hai đứa có sống với nhau trước đó không? Sau một tháng là con đồng ý trở thành bạn gái của ổng á, 2-3 tháng sau là ổng đòi cưới con liền. Nhưng mà lúc đó con cũng chưa có chịu. Tại vì con kêu là sớm quá, mình chưa có hiểu hết được 100%. Nhưng mà để chắc chắn hơn á, thì mình dọn ra sống thử trước, xong rồi nếu như mà hợp nhau á thì mình tiến tới hôn nhân luôn. Tụi con dọn ra chung cư sống thử luôn. Bao lâu? Gần 1 năm. Sau đó mới cưới luôn? Dạ đúng. Trong một khoảng thời gian sống thử đó thì con thấy tính tình của ổng như thế nào? Tụi con cũng xuất hiện nhiều cái vấn đề lắm. Ổng rất là nóng tính và rất là ghen. Con có một người bạn, thì bạn của con á là thế giới thứ ba là gay á, mà bạn đó là dancer. Bữa đó bạn đó rủ con với ảnh với một số người bạn khác đi vô ba chơi, thì ở trong trỏng á nó rất là ồn á, thì mình không có nói chuyện bình thường được. Mà phải kề sát lại để mà nói chuyện. Đúng rồi. Cái người đó ở ngoài thì cũng nhìn manly. Thì khi mà ảnh thấy kề sát nói chuyện nè, con thấy trên mặt ổng hiện cái gì đó rồi, thoải mái rồi. Thì xíu nữa, tại vì cái bạn kia của con á, bạn hăng quá rồi bạn nhảy lum la hết á, cái xong rồi nhảy mà kiểu lỡ đụng chúng con một cái. Trời ơi, ảnh nắm cổ áo của bạn con vậy nè. Trời ơi, lúc đó con sợ bắn người luôn. Con mới tóp hai người ra. Rồi con đưa tiền trước, con chạy về trước luôn. Trời ơi, đêm đó con với ổng cãi nhau quá trời luôn. Cô muốn biết tại sao Giang biết cái người đó vậy rồi mà Giang còn ghen vậy? I believe her, but this time I don't know too much about gay because I live in the Korea very long time. And don't know why it's very some culture shock to me. In a gay, so I some can't understand it, but not now. Sau cái bữa đó tụi con cũng cãi nhau rất là nhiều, nhưng mà con cũng là người đứng ra để xin lỗi ổng, tại vì con cũng có sai trong trọng. Thì sau cái lần đó xong thì về sau là không bao giờ lặp lại hết. Giang có điều gì chưa có feel good về con? Sometimes some very, I don't know where is make you angry, but very too faster to angry a while.
And then I hope so you some more when you're angry. I want you some listen to my talking. That's all. Tại vì con cũng là một kiểu người con rất là bướng, cũng rất là ghen nữa. Ủa, ổng có dính phốt gì không mà sao con ghen? Có, ổng có dính phốt. This time is just company dinner on one day, and then have too much so many office worker people with her in my boss is near here, but he take it one girlfriend. He sitting in here, and then he take it one girlfriend and is sitting here. But I don't want to make any mistake, so I just turn back like this. Talking with my brother, and then don't know why when I go back home, I saw this situation, and I really don't know what happening to coming. But she first saw about what's this, what's this. I really don't know what I say, what to do, what situation is this. I feel too sorry, and then I really don't know so how to say this situation. Cái lần đó con hiểu lầm, kiểu con suy diễn ra tùm lum thứ á. Con điên lên, con la quá trời luôn. Con hỏi là tại sao có cái này. Con ghen lòng, ghen lộn lên. Rồi cái ông khóc. Bên đây cũng 1 9 1 10 thì đâu có vừa đâu. Tại bữa đó có phải nhờ ông sếp ông giải thích không? Dạ có. Có đúng không? Tại phải giải thích xong con mới yên tâm. Rồi còn tật xấu gì nữa không Giang? No, she's no. Perfect. Đúng không? Bây giờ Giang muốn vợ mình thay đổi điều gì? I just want about she more than became some wild, not wild, some mild. That's all. Con thì mong muốn ông thay đổi điều gì? Con thì mong muốn là ông cũng hiểu con nhiều hơn, ít làm việc lại một xíu để quan tâm con hơn nữa. Rồi bây giờ là hai vợ chồng lấy nhau được bao lâu rồi? Con với anh lấy nhau được gần 3 năm rưỡi. Có em bé chưa? Hiện tại con đang mang thai 3 tháng. Wow, chúc mừng nghe. Cảm ơn. Chúc mừng anh Quốc Thuận, chúc cho hai mẹ con ha, đến ngày khai hoa nở nhụy thì là mẹ tròn con vuông, mau chóng cả gia đình cùng với cháu nội nghe về thăm ông nội và thăm các cô chú ở bên Hàn Quốc. Thank you very much. Sau khi làm việc xong thì sếp có nhờ con đi công chuyện trong vòng khoảng 5 đến 10 phút thôi. Nhưng mà cái địa điểm nó hơi nhạy cảm là ngay cái khu vực mà nhiều khách sạn. Lúc đó vô tình là vợ gọi vô. Gọi phi tao không được thì bạn này mới gọi điện thoại thường. Thì lúc đó là vừa xong việc là đang trên đường quay về lại cái khu vực làm việc á, thì có giải thích nhưng mà bạn này không nghe. Cũng ghiền lắm. Rồi anh đang làm gì, anh ở đâu, tại sao em search, em thấy anh đang ở ngay cái khu vực khách sạn đó. Dạ đúng rồi. Một lần là phải gọi điện cho má vợ luôn. Mét thì nói má ơi, hai vợ chồng đang nói chuyện với nhau đó, vợ con tán như đầu con, tán như mặt con. Trời ơi. Cái là má vợ cũng phải gọi lên liền, cắt nghĩa cho vợ hiểu là không nên như vậy. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đến với câu chuyện thứ hai của đôi vợ chồng tiếp theo. Rồi, mến chào hai em. Rồi, chào. Ồ, chú rể mặc cái áo hoa đẹp quá luôn nha. Hôm nay là cặp này mặc bộ đồ cưới hơi bị đẹp ha. Đúng rồi. Đồ này là của cưng phải không? Dạ. Đồ này cũng là cái đồ đám cưới luôn đúng không? Dạ, đúng rồi. Rồi, giờ mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em xin tự giới thiệu, em tên là Lê Tăng Hoàng Nguyên. Em năm nay 31 tuổi. Nguyên làm công việc gì? Dạ, em đang làm DJ. Wow, DJ. Em có đào tạo học viên không? Dạ, thôi đừng có. Nhận ảnh. Sao vậy? Em á. Thôi, thấy ảnh rất là tiềm năng. Tướng ta DJ như thế. Cái công việc đó là phải thức khuya đúng không? Mà anh Bin thì bây giờ tuổi già sức yếu, anh thức tuần lễ á, là anh đổ bệnh là mất công em mang quà nữa. Bỏ đi. Thôi, chúng ta có thể học online được đúng không? Dạ. Rồi bây giờ mời vợ của DJ. Dạ, chào cô Hồng Vân, chào chú Quốc Thuận ạ. Con tên là Ngọc Châu, con đến từ thành phố Hồ Chí Minh ạ. Công việc hiện tại con là kinh doanh yến, bán yến tại nhà với lại xỏ khuyên. Cái này chắc là vợ em xỏ cho em đúng không? Bật tiếng nghiệm. Bây giờ chàng DJ và cô gái xỏ khuyên, các bạn có thể kể cho chương trình biết là cái cơ duyên lần đầu tiên các bạn gặp nhau như thế nào và có ấn tượng gì về nhau? Dạ, lần đầu tiên gặp nhau đó, cũng là một cái lần vô tình thôi, thì người bạn thân của em là thích em gái của vợ em thì mới rủ em đi chơi chung, nghĩa là hai cặp
Chủ yếu là bạn kia muốn tán em gái à. Còn em chỉ là đi chơi, là chơi thôi. Đi theo cho có tụ đó. Dạ. À, dạ. Cái tụ kia có dính không? Hay là chỉ có tụ này dính thôi? Có tụ này dính. Cái dòng đời nó vậy đó. Bởi vì chị hỏi liền thấy không? Dòng đời nó ngược ngạo lắm. Thường là vậy đó. Ừ. À. Thì cái ấn tượng đầu tiên của em gặp bạn này là khi mà em nhìn từ phía sau tới là tóc rất là dài, chưa thấy mặt nữa. Nhưng mà khi mà nhìn vậy thì bắt đầu thấy trong lòng mình nó có cái cảm xúc lạ lạ rồi. Tức là trong tiềm thức của bạn á, là bạn đã thích một hình ảnh cô gái tóc dài rồi. Ừ. Chứ còn thường á, mà ở Đà Lạt á, gặp nhau mà ở Đà Lạt mà ở ban công mà chưa mà thấy mặt mà xóa cái tóc này ra là em hiểu, như anh Bin là coi như hiểu rồi á. Thôi tôi gặp em bỏ chạy luôn á. Đó. Thì lúc đó là đứng ngay Hồ Xuân Hương luôn. Hồ Xuân Hương luôn. Đứng ngay Hồ Xuân Hương luôn. Đó. Sau buổi đi chơi ngày hôm đó thì cũng có nói chuyện với bạn này rồi, mình dần dần tự nhiên mình thấy có cái tình cảm nó khác lạ hơn cái tình cảm bạn bè. À. Chút rồi quyết định là sẽ thử theo đuổi bạn này xem như thế nào. Ừ. Lúc đó em mới 17 tuổi rồi. Ủa là lâu lắm mà hả? Dạ là tụi em quen nhau đến bây giờ đã là 13 năm rồi. Trời ơi vậy hả? Lúc đó là em 19 tuổi. À, dạ. Còn chồng là lúc đó 17 tuổi. Là chị với em đúng không? Dạ. Ấn tượng của em về Nguyên thì lúc đó như thế nào? Dạ lúc đó thì em không có ấn tượng về gì về Nguyên hết. Ừ. Tại vì Nguyên là bạn của em gái. Kiểu vậy đó, em lại không thích người nhỏ tuổi. Rồi bạn chở đi vòng vòng thì mình nói trời nó trăng tùm lum la vậy đó. Mình biết là bạn thích. Cái mình cứ né. Né là do xấu trai, dạ, không đẹp trai hay là do cứ, tuổi? Cứ ấn tượng là nhỏ tuổi thôi. Lúc đó chắc em còn phiền quá. Nhưng mà lúc đó Nguyên có biết rằng là chị né em là do em nhỏ tuổi hơn không? Dạ cũng có cảm giác luôn, với lại mỗi lần qua nhà chơi thì cũng hay thể hiện cái tình cảm ra nhưng mà thấy bị từ chối rồi má vợ lúc đó cũng không thích lắm. Tại vì thấy còn nhỏ nói chuyện yêu đương này kia thì má vợ cũng không thích lắm. Không thích lắm. Nhưng mà làm cách nào để mà em cua được người chị này? Nói chung là hồi đó còn đi học á, mình hay coi mấy cái phim Hàn Quốc á, mình cũng bắt chước theo, mình lãng mạn rồi. Ở trên Đà Lạt thì cái khung cảnh nó cũng hợp lý. Đúng rồi, rất là hợp với lại những bộ phim Hàn Quốc đó. Hồi đó tụi em mà bạn này hay thích đi học Anh Văn trung tâm. Ừ. Thì em có xin đăng ký đi học theo, mặc dù là em không thích Anh Văn chút nào hết. Đăng ký học chung với bạn để lấy cớ chở đi chơi, chở đi học. Xong rồi rủ cúp cua. Xong rồi em chở đi xuống dưới Hồ Tuyền Lâm. Rồi em đốt pháo hoa dưới đó, rồi mua bông, mua đủ thứ để dụ bạn này. Rồi đi cả các điểm du lịch luôn, nói chung có chỗ nào lạ là em chở bạn này đi chơi hết. Mà bạn ấy vẫn không chịu. Dạ đúng rồi. Bao lâu em? Một năm. Một năm trời. Một năm trời. Tốn nhiều tiền không? Dạ lúc đó thì mỗi ngày chỉ được 30.000 thôi, nhưng mà đổ xăng thì hết 15.000 rồi. Coi như ngày 50 đi, cứ cho gì ngày 50 đi. Gặp thời này là mất mối luôn á. Một tháng là 1.500 em, 1.500 mà một năm trời nha, em tính là nhiêu đầu tư cũng lớn à. Chứ đó mà, nhiều. Vì 17 tuổi á, mà với cái số tiền vậy là không có đơn giản đâu. Bây giờ tới giờ xin lời không? Tới bây giờ nè, tới dạ, bây giờ có khi lời một cục năm tháng. Lời đó không, một cục năm tháng luôn. Rồi bây giờ nè, đến khi nào thì bạn mới chấp nhận em? Dạ, có nghĩa là cái lúc đó là em buông xuôi. À lúc qua đó một là, năm á là cái dạ, quải quá buông xuôi luôn. Em bắt đầu em cảm thấy nản rồi thì với lại lúc đó bạn này cũng có nhiều người theo đuổi quá. Thì lúc đó em tính ra là em là ở vị trí thứ tư rồi. À đúng rồi, với cái nhan sắc này mà chắc chắn là cô ấy phải lựa chọn nào. Mình cảm giác là nản rồi. Cái hôm mình quyết định là mình không theo đuổi nữa. Đùng một cái cắt đứt thì lúc cảm giác em sao? Dạ kiểu như là mưa dầm thấm lâu á, tới lúc mình thấm rồi cái tự nhiên cái ông chạy mất tiêu. Cũng khó chịu. Xong rồi cái con cũng nói chuyện cũng chủ động liên lạc vậy đó. Rồi xong rồi cái ảnh tỏ tình thêm một lần nữa, xong rồi lúc đó là con mới chịu. Dạ, là coi như chính thức quen nhau đúng không? Rồi có nghĩa là các bạn là, ủa như vậy là các bạn ở Đà Lạt suốt luôn hay sao? Thật ra là vì cái thời gian lúc đầu á, là vì gia đình của vợ con là có chuyện buồn nên là ba má con mới chuyển lên Đà Lạt ở một thời gian thì khoảng hơn 2 năm. Thì sau khoảng thời gian 2 năm đó thì cả gia đình chuyển về Biên Hòa lại là hai đứa quen xa. Là yêu xa bao lâu? Dạ khoảng 6 tháng. Trong cái thời gian yêu xa như vậy thì là có xa mặt cách lòng, rồi có chia tay không? Dạ không.
Thật ra là càng xa thì càng thương. À, cứ mỗi tháng mà lúc đó là con có đi ra làm ở Lệ Tân ở một cái khách sạn đó, thì cứ mỗi tháng lãnh lương ra là bắt xe đi xuống thăm bạn này liền. Cứ mỗi tháng một lần như vậy. Rồi bạn này có lên Đà Lạt không? Con có lên Đà Lạt? Dạ không, con mới được đi qua đêm. Dạ, gia đình khó, không có được đi qua đêm. Không, phải là nhỏ quá. Đúng dạ đúng rồi, nhỏ lắm. Hai đứa là coi như là giữ cho nhau cho đến đêm tân hôn luôn hay sao? Dạ là 8 năm. Ở bên nhau 8 năm rồi thì bạn mới tin tưởng, bạn trao cho. Tới 8 năm luôn à? Dạ. Lý do gì? Do... Dạ, tại vì kiểu như là gia đình con gieo cho con từ nhỏ tới lớn à. Kiểu như là để dành cái thanh xuân, cái ngàn vàng cho mình để cho đêm tân hôn đó. Cho nên là con cứ mỗi lần con sợ, nên là không có cho. Xí xí nó nghe nè, không cho nhưng mà ổng có đòi không? Dạ có chứ. Dạ có chứ, sao không có được. Nhưng mà được cái là... Rồi có giận không? Cái mặt không? Dạ sao? Nói chung là cũng dụ. Nhưng mà được cái là rất là cưng, rất là chiều con. Cho nên là ví dụ con không cho thì cũng thôi, tôn trọng. Rất là tôn không trọng. Không sao đâu em. Dạ, chứ không phải là muốn cho bằng được. Dạ. Nếu lúc đó con có cảm giác là bạn này bạn không yêu mình không? Dạ không ạ. Tại trong cái suy nghĩ của con khi yêu bạn này là không có đặt nặng cái chuyện đó. Tại vì thật sự là rất khó để gặp một cái người mà cho mình được một cái cảm giác mà mình yêu người ta hơn yêu bản thân mình. Hay quá. Cho nên là khi mà nghĩ tới cái điều đó thì nghĩ cũng bình thường thôi. Với lại có thể là do cái hoàn cảnh sống nữa, do cái môi trường sống nữa, là ở Đà Lạt thì cuộc sống nó nhẹ nhàng lắm rồi, nó khiến cho con người ta cũng cảm thấy nhẹ nhàng trong mọi việc vậy đó. Nên trong cái suy nghĩ của con cũng không có nặng nề quá. Được rồi, quá hay. Sau bao lâu tụi con cưới nhau? Dạ 11 năm. Sau 11 năm có nghĩa là 11 năm luôn. Sau bắt đầu trao cho nhau cái ngàn vàng là 3 năm sau mình đám cưới đúng không? Rồi có em bé chưa? Dạ con có một em bé được 5 tháng tuổi. Dạ. Thôi bây giờ mình tới cái vụ kia. Tới cái vụ chị. Kia đi. Đó sống biết nhau chắc không có thói hư tật xấu nào đâu ha. Sao nè, giờ hỏi vợ trước đi. Dạ. Anh ấy có những cái tật xấu gì không? Chỉ có một cái là cọc. Với lại có chuyện gì nói hoài. Nói mà không có kiểm soát được cái lời nói của mình luôn. Nhưng mà nóng lên thì những cái phản ứng nó như thế nào? Ảnh tự làm đau mình thôi. Dạ, dù nóng lên nói mà con không nghe. Dạ. Đấm tay vào tường. Đấm tay vào tường. Bây giờ còn vậy không? Dạ vẫn còn chứ. Chỉ có một cái là tính nóng. Là nóng tính. Những cái lúc mà con đập tay vô tường như vậy là lý do tại sao? Nghĩa là khi đó là nó dồn nén quá nhiều rồi thì bản thân mình không muốn tổn thương người khác thì mình chỉ còn cách tổn thương mình thôi. Tại vì mình chịu đựng ở vừa áp lực công việc ở ngoài rồi đôi khi là những cái chuyện bặt bảnh trong gia đình thì nó càng ngày nó càng dồn nén thì đến một lúc nào đó nó như cái quả bom nó nổ ra thì cái lúc đó thì mất kiểm soát. Trong cái thâm tâm mình cũng không muốn là mình sẽ làm một cái gì đó tổn thương tới vợ, nhưng mà về cái lời nói thì hơi thiếu kiểm soát nên là cái đó con cũng vẫn đang khắc phục. Nhưng mà con có thường chia sẻ công việc của mình cho vợ không? Ví dụ nhiều khi áp lực trước đây không? Trước đây thì có nhiều, nhưng mà từ khi vợ có em bé thì khi mà thấy vợ ở nhà chăm con rất là cực, mình không có muốn mang cái áp lực ở ngoài đường về trong gia đình nữa. Yes, đúng rồi đó. Những cái chuyện đó mình có thể chịu đựng được thì mình cố gắng. Như vậy thì cái xác suất mà tự đập tay vô tường á, lúc trước khi có em bé và sau khi có em bé lúc nào nhiều hơn? Sau này là không có nữa. Tại vì khi mà cãi nhau thì chuẩn bị bụng nổ nhìn con. Nhìn con là mình cảm thấy là ủa tại sao mình đang làm cái gì vậy? Mình đang định nói cái gì vậy? Khi cái người phụ nữ á, nhất là người vợ á, nếu họ thực sự yêu chồng của họ á, thì khi con có tưởng tượng lúc mà hình ảnh mà nhìn cái người chồng của mình á, đập tay vào tường hoặc đập đầu vào tường á, là người ta cái nhói đau ở cái tim vì mình biết chồng mình đau. Mình biết chồng mình đang rất là khổ tâm, rất là áp lực. Chứ không phải là do tuổi thân là ở tại sao anh đối xử với em như vậy, không phải. Và giờ khi mà vợ con khóc á, là vợ con cái cảm xúc đó nó trào lên. Có nghĩa là vợ rất thương con, thương lắm luôn á. Con nhớ lại hình ảnh đó con bị xót đúng không? Xót khủng khiếp luôn đúng không? Cho nên cô nghĩ là sau đây á, thì có lẽ mình không lặp lại hình ảnh đó nữa. Đúng để rồi. Tội vợ mình nó khóc tội lắm. Từ lúc mà có con cho tới bây giờ đó thì hai vợ chồng có những cái chuyện gây nhau hay là có những cái giận hờn vì nhau? Dạ có, gần đây nhất là vợ ghen. Tại vì trong cái ca làm thì sau khi làm việc xong thì sếp có nhờ con đi công chuyện trong vòng khoảng 5 đến 10 phút thôi. Nhưng mà cái địa điểm nó hơi nhạy cảm là ngay cái khu vực mà nhiều khách sạn. Lúc đó vô tình là vợ gọi vô.
gọi phi ta không được thì bạn này mới gọi điện thoại thường. Thì lúc đó là vừa xong việc là đang trên đường quay về lại cái khu vực làm việc á, thì có giải thích nhưng mà bạn này không nghe. Cũng ghiền lắm. Rồi anh đang làm gì, anh ở đâu, tại sao em search em thấy anh đang ở ngay cái khu vực khách sạn đó. Tự nhiên lúc đó thì tôi lại cảm thấy oan ức quá. Rồi hôm đó cũng gặp một số cái vấn đề là trong công việc nữa. Cái xong cũng nói là tại sao em không có hiểu anh đâu có làm cái gì đâu, em phải tin tưởng anh chứ. Thì nói chung là do tâm lý sau sinh của vợ đúng nó rồi. Cũng có những cái nó bất ổn, mặc dù là con cũng cố san sẻ bằng mọi cách, là san sẻ việc chăm sóc em bé nè, rồi làm những cái việc trong nhà như nấu ăn, dọn dẹp đồ này kia là con làm hết. Đến khi tối đi làm về nhìn thấy con trai đang nằm đó rồi thôi, ngày hôm sau lại bình thường. Rồi bây giờ thôi tới Nguyên đi. Giờ con, tật xấu của cô ấy là vợ gì? Con tố con là tính con hơi nóng. Nóng tính. Còn đó, vợ con sao? Tại vì tính con là nếu mà cảm thấy cái gì đó nó không ổn thì là nói thẳng ra và phải giải quyết ngay lúc đó luôn. Rồi. Còn vợ thì là im lặng và không nói gì hết. Đến khi mà con nói nhiều quá chịu không nổi thì quánh chồng. Con nói nhiều quá chịu không nổi thì quánh chồng. Quánh đâu đâu thiệt không, đâu quánh yêu. À đâu. Rồi con quánh sao? Mạnh tay đó. Thì con đứng chịu trận thôi chứ. Chịu trận luôn chứ không có. Không có dám phản kháng. Không có dám phản kháng gì hết. Rồi giờ nó còn đánh con nữa không? Dạ cũng thỉnh thoảng. Nhưng mà đánh con đánh Nguyên xong rồi đó, chút nữa tỉnh lại rồi có chút ve rồi xin lỗi được không? Dạ cũng chưa biết hối lỗi đâu. Có một lần phải gọi điện cho má vợ luôn mét. Mét thì nói má ơi, hai vợ chồng đang nói chuyện nhau đó, vợ con tán như đầu con, tán như mặt con. Trời. Cái là má vợ cũng phải gọi lên liền cắt nghĩa cho vợ hiểu là không nên như vậy. Không có cắt nghĩa này phải bỏ liền nha con. Con có con trai đó, nó bắt chước con á, sau này vợ nó khổ đó nha, thiệt. Rồi bây giờ cái còn thật xấu gì nữa nè? Dạ không, thực ra thì chỉ có cái thích mua sắm không? À đúng rồi, lâu lâu là hay bê một cục toàn là đồ mà second hand về. Cái sao mà cứ gì? Lâu lâu một cục mà cái tính của con là con thích ở gọn gàng. Còn bạn này là cứ rải ra đều đều cho con đi dọn chơi đó. Mà thường là mua gì? Quần áo. Quần áo nhưng mà không có phải như người ta là thích đi vô shop rồi mua những cái áo mới, thích mua một đống một lô vậy đó về. Xong rồi thích livestream bán. Nhưng mà thực ra là không ai mua ấy. Cho nên nó thành hàng tồn kho. Người ta có máu kinh doanh mà. Giờ nhiều quá rồi, xong phải lọc rồi đem đi từ thiện. Rồi bây giờ em mong muốn vợ thay đổi điều gì? Chỉ muốn vợ tin tưởng mình hơn thôi. Tại vì cái công việc của em nó cũng khá nhạy cảm á. Thì mọi người hay suy nghĩ là DJ là làm trong một cái môi trường ăn chơi, rồi tiếp xúc nhiều người. Thật sự cái điều đó là nó cũng là đúng chứ nó không hề sai. Nhưng mà quan trọng ở đây là cái người đó, người DJ đó họ như thế nào. Đúng rồi. Họ có muốn gọi là hư hay không, hay là họ muốn mình là một người tử tế. Thì anh đã thể hiện cho em thấy hết, anh đã show hết những cái gì mà anh có. Thật ra cái nghề này anh cũng không thích, con cũng không thích cái nghề này. Thật sự là con bị mắc cái hội chứng sợ đám đông. Nhưng mà cái nghề nó chọn mình thì cũng gần chục năm nay vẫn đi làm, thì cái đó cũng là cái sự may mắn. Chỉ mong vợ là tin tưởng mình hơn. Tại vì bây giờ đã có con rồi thì tất cả là dành cho gia đình. Nếu như chồng con đã có những cái chia sẻ như vậy rồi á, thì con nên bắt đầu thay đổi chiến thuật giữ chồng. Đúng không? Nhưng mà con phải thông cảm là trong thời điểm này cái nội tiết tố của bạn đang rất là thay đổi. Con phải đợi cái đó là một năm hơn thì cái nội tiết tố nữ đó nó mới điều hòa trở lại. Cho nên con chịu đựng một năm nữa đi. Về phía con là con phải bản lĩnh, con phải tự tin. Con là một người đàn bà đẹp cho nên con đừng có sợ gì hết trơn trọng. Ok, hai đứa con phải giữ cái mối tình này. Ok, và tiếp lời là anh cũng rất là muốn hỏi các em là nhân cái dịp này, dịp mà lên chương trình Vợ Chồng Son, thì hai vợ chồng có điều gì muốn bày tỏ và muốn nói với nhau hay không? Nhân cái sự kiện này. Hôm nay con muốn tái hiện lại cái màn cầu hôn một cách rõ ràng hơn, dõng dạc hơn, là em có đồng ý làm vợ anh đến suốt đời hay không? Em đồng ý. Cảm ơn chồng. Cảm ơn chồng. Hứa chồng không có ghen nữa, với lại không có tay chân với chồng nữa. Chồng có nói gì nữa không? Anh cũng
sẽ hứa với em một điều duy nhất là anh sẽ ở bên cạnh em với con đến suốt đời. Ok. Bye. Rồi. Dạ, 5, 4, 3, 2, 1, mạnh pin. Và bây giờ sẽ là phần kiểm tra quý và bốc thăm may mắn. Chúng ta có 4 phần quà như sau. Trước tiên đó chính là trọn bộ Somoy Zurika với 5 màu sắc trẻ trung đến từ Love Shopping Nhật Bản. Và món quà thứ hai đó chính là sản phẩm cốt phở bò của công ty Quốc Việt Food. Và món quà thứ ba đó chính là nước súc miệng Ion muối. Và món quà thứ tư đó chính là một miếng cước chùi đồi. Bây giờ thì chúng ta đến phần kiểm tra hiểu ý. Các bạn nâu lưng lại, nâu lưng lại nhau và nghe kỹ câu hỏi của tôi. Vợ bạn thích loài hoa gì? Wow, quá dễ luôn. Vợ mình thích loài hoa gì nhất? Hẹn luôn. Ai để soi Phương thích loài hoa gì nghe. Xong cho trẻ. Dịp nhiều quá vậy. Rồi. Chưa luôn. Để xem. Đưa luôn. Rồi Triển và Phương mở ra. Hoa. Rồi mở ra đi. Đừng có. Không có kịp nữa đâu. Hoa gì không hay. Hoa ly. Còn đây là hoa hồng. Rồi lộn luôn. Rồi để coi bên này. Vợ thích hoa gì. Mở ra. Quay ra. Cả hai quay ra. Mẫu đơn. Không thích hoa lắm. Cái này hoa hay cuốn. Thôi như vậy xin mời anh Tôm đại diện cho ban lãnh đạo MCV lên nhận quà cái team tư nắm. Cái nắp viết nằm ngay cái thùng màu đỏ. Tôm ơi. Nãy hậu lên lấy cục bao keo muốn chết luôn. Rồi tiếp. Như vậy với kết quả hoa mẫu đơn, hai vợ chồng bạn ấy sẽ được ưu tiên chọn một trong bốn màu sắc này. Chọn đi. Màu gì? Màu vàng. Ngồi đứng yên tại chỗ. Hai vợ chồng thích màu nào? Màu đỏ. Rồi màu đỏ, đây màu vàng, rồi tôi màu hồng. Trời đỡ ơi, ông Vin ơi gì vậy? Sao vậy? Anh nhường cho tôi màu hồng lần đấy. Không được, mừng lắm. Trời ơi, được nhận cái chất màu hồng mừng dễ sợ. Lộ anh rồi đó lấy. Lên đi. Nó dành màu hồng đó. Đây nè, gì mà áo màu xanh vậy hả? Cái màu này. Thấy không? Rồi, bây giờ hai cặp vợ chồng khoa mở nha. Mở cửa với chị Vân sẽ mở trước. Rồi, mời chị Vân mở. Trời ơi, tôi có con nữa hả? Khó đó chị em. Trời ơi, em có bún đó. Nghe, cháu ngoại với bà bún. Bún hoặc lửa lúc nào. Xem có khi nào có chất nổ không? Rồi, chúc rồi, giờ mời hai cặp vợ chồng chuẩn bị. 1, 2, 3, khui. Hèn hèn. Wow. Chúc mừng. Đúng rồi. Phải không? Trời ơi, ứng luôn chị Vân ơi. Cốt phở bò. Bún bò cũng được con. Hôm sau lấy cốt phở bò, mình về mình nấu thử nghiệm phở bò luôn. Dạ. Biết bao chừng mình ra hai tiệm. Dạ. Phở vừa bò Huế vừa bên. Phở bò luôn. Dạ. Phở bò vợ chồng son. Thấy không? Dạ. Rồi chúc mừng hai vợ chồng của con đã nhận được phần quà. Rồi chúc mừng hai vợ chồng con đã nhận được một phần quà đến từ cốt phở bò Quốc Việt Food. Và chúc mừng hai vợ chồng của Triển đã nhận được một phần quà, đó chính là trọn bộ son môi Zurika với 5 màu sắc trẻ trung đến từ Love Shopping. Kính thưa quý vị, đến đây thì thời lượng phát sóng dành cho chương trình Vợ Chồng Son đã hết. Thay mặt chương trình, Quốc Thường xin cảm ơn quý khán giả đã đồng hành cùng với chương trình Vợ Chồng Son. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào lúc 22 giờ hàng tuần trên HTV7 với chương trình Vợ Chồng Son.